Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Duy Đông đến từ công ty cổ phần Long Biên Hà Nội. Có một khách hàng mua xe Trường Giang của chúng tôi và đã viết lên một câu thơ như thế này: chưa đi chưa biết Trường Giang, đi rồi mới biết Trường Giang xe tàu. Chưa đi chưa biết xe tàu, đi rồi mới biết làm giàu nhanh hơn. Đấy là câu thơ của một khách hàng khi mà đã sử dụng dòng xe Trường Giang và đã tặng công ty chúng tôi như thế. Và tôi xin sử dụng câu thơ này làm bài giới thiệu cho chiếc xe Trường Giang ngày hôm nay. Vâng, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Trường Giang 5 chân với thiết kế 2 dí, 2 cầu và 1 chân co. Thì chiếc xe này mang lại cái hiệu quả sử dụng rất là lớn, là bởi vì khi mà quý vị chở hàng tải thấp thì chúng ta co chân lên, co một chân lên để mà chạy thì sẽ tiết kiệm, và thì chiếc xe sẽ tiết kiệm và hiệu quả hơn rất nhiều. Còn khi mà chúng ta chở tải nặng thì chúng ta có thể hạ chân xuống, hạ chiếc chân co kia xuống để mà chịu tải được tốt hơn. Và chiếc xe vẫn đảm bảo được tải trọng, lưu thông và độ bền tuổi thọ của xe. Thì với chiếc xe này có kích thước tổng thể là 11m85, chiều rộng là 2m5 và chiều cao là 3m61. Cùng với kích thước lòng thùng hàng là 9, chiều dài là 9m52, chiều rộng là 2m33 và chiều cao của thùng khung môn của bạn sẽ là 2m15. Cùng với hệ thống treo và giảm lốp thì chiếc xe này sử dụng lốp 11 cỡ vành 20. Đây là lốp 11 và 20, sử dụng cỡ lốp 11 inch và cỡ vành 20 inch. Cùng với bó nhíp rất dày, đúng không ạ? Bó nhíp rất là dày. Và những thụt giảm chấn dầu khiến chiếc xe hoạt động êm ái và ổn định hơn trên những cái cung đường khó di chuyển. Chiếc xe sử dụng động cơ du trai. Khối động cơ này gồm 6 xi lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp và thể tích làm việc là 8.424 cm3. Với công suất sản sinh là 250 mã lực trên vòng quay là 2.300 vòng trên 1 phút. Còn đây là bình dầu sử dụng thép chống rỉ. Cùng với những hệ thống lọc dầu và bình hơi cũng sử dụng thép chống rỉ luôn. Thì giúp cho quý vị có thể an tâm sử dụng mà không phải lo nó sẽ bị rỉ hay thủng bình hơi hay bình dầu trong thời gian dài. Với chiếc xe này thì nhà máy Trường Giang đã đặc biệt tặng kèm 2 dầm giọng để mà quý vị đóng thùng. Với 2 dầm dọc này được hàn thành hộp kín rất là chắc chắn. Đây, quý vị có thể thấy chiếc hộp đã được hàn kín mép. Hệ thống chân co sẽ sử dụng những bầu hơi để giảm sóc. Còn đây là hệ thống nâng chân với 2 bầu hơi ở hai bên.
Còn hai cầu sau chủ động thì sẽ sử dụng một bó nhíp rất là to, dày đúng không ạ? Các bác có thể nhìn thấy lá nhíp rất là dày so với ngón tay của tôi. Nó rất là to đúng không ạ? Còn đây là chiếc lốp dự phòng được nhà máy thiết kế và treo ở phần đuôi xe. Thống chassis dày vô cùng chắc chắn. Đây quý vị có thể nhìn thấy cái bản của nó rất là rộng. Bản rộng và dày 8 ly. Ống nâng hạ lốp phụ rất là thuận tiện. Còn đây là hệ thống bình ắc quy và bốn bình hơi của xe. Ở trong thân chassis còn có hai bình hơi phụ nữa. Và đây là hệ thống ống xả. Còn về phần nội thất thì chiếc xe đã được trang bị toàn bộ là ghế da. Quý vị có thể thấy đây là toàn bộ là ghế da. Ghế bọc da thì sử dụng rất là sạch sẽ và nhìn bắt mắt đúng không ạ? Có mang tính thẩm mỹ cao. Cùng với một giường nằm cũng đã được bọc da. Đấy, quý vị có thể thấy. Trần xe được thiết kế với màu xám, trắng xám, mang màu sắc sáng sủa và trang nhã. Còn về hệ thống bảng đồng hồ Tablo thì có rất nhiều đồng hồ hiển thị và các đèn cảnh báo. Về cơ bản thì vẫn có những đồng hồ báo công tơ mét, báo tốc độ vòng tua máy và áp suất hai hệ thống bình hơi cùng với những cảnh báo nhiên liệu và nhiệt độ nước mát. Chiếc xe này đã được trang bị ghế hơi nhé quý vị và các bạn. Ghế lái đã được trang bị ghế hơi, cảm giác ngồi rất là thoải mái. Cùng với hệ thống số, chiếc xe này sử dụng hộp số 14 cấp gồm 2 số lùi và 12 số tiến. Đây là số 2 tầng ạ. Thì chiếc xe này sử dụng hộp số 14 cấp, 2 số lùi và 12 số tiến. Còn đây là phanh hơi lốc kê. Vẫn đặt bên phải thuận tiện cho việc sử dụng. Và chiếc xe này có một điều đặc biệt, đó là cái điểm này cũng là một điểm nhỏ thôi nhưng mà cũng khá là đặc biệt.
Đây là chiếc ổ cắm được trang bị nguồn điện 220V, giúp quý vị có thể sạc những thiết bị như là iPhone, iPad, sạc điện thoại và một số dòng tiêu thụ nhỏ. Quý vị có thể trang bị thêm những ổ cắm ở đây, có thể trang bị thêm những ổ cắm đi kèm ở đây. Đây nhà máy đã lắp sẵn để mà cùng với những hệ thống điều khiển còi hơi và đóng cửa xả turbo và những hệ thống cài cầu kèm với radio giải trí, hỗ trợ thẻ nhớ SD và cổng USB, giúp các bác tài có thể giải trí trên những cung đường. Chỉ cần cắm USB vào là chúng ta có nhạc nghe thưởng thức rồi ạ. Chiếc xe này so với những dòng hổ vồ thì có giá mềm hơn. Chỉ với khoảng 1 tỷ mốt là quý vị có thể sử dụng một chiếc xe không mua tủ bạt rồi, đúng không ạ? Thì với giá cả ưu đãi như thế, đây là một ưu điểm rất là lớn đối với dòng xe đến từ nhãn hiệu Trường Giang. Và tôi cũng xin lặp lại câu thơ của vị khách hàng đấy. Vị khách hàng đã ủng hộ công ty chúng tôi và đã tặng công ty chúng tôi một bài thơ: chưa đi chưa biết Trường Giang, đi rồi mới biết Trường Giang xe tàu. Chưa đi chưa biết xe tàu, đi rồi mới biết làm giàu nhanh hơn. Vâng, chứng tỏ là những chiếc xe Trường Giang này mang lại hiệu quả kinh tế rất là lớn, đúng không ạ? Đây là một chiếc xe rất đáng cân nhắc để mà quý vị có thể đầu tư. Vâng, mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ 0961 72 5551. Vâng, tôi là Di Đông. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại.